Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ là một đại hội không giấy tờ, áp dụng triệt để công nghệ chuyển đổi số và thể hiện tính hành động cao. Chính vì vậy, tối ngày 13 tháng 12, các đại biểu tham dự đại hội đã tham quan trụ sở làm việc tập đoàn Viettel, một trong những doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam. Đoàn tham quan có đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn. Đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn, cùng 111 đại biểu đã có mặt tại không gian sáng tạo thuộc tập đoàn Viettel. Bước chân vào bảo tàng của tập đoàn công nghiệp, viễn thông quân đội, Viettel, thay vì tìm kiếm hướng dẫn viên, các đại biểu tham quan đều bất ngờ trước sự xuất hiện của trợ lý ảo công nghệ. Tại đây, đoàn đại biểu đã tham quan bảo tàng công nghệ số của tập đoàn Viettel để thấy được công nghệ qua các thời kỳ đã thay đổi như thế nào. Để có được những công nghệ tiên tiến như ngày hôm nay, con người Viettel nói riêng và con người Việt Nam nói chung đã phải trải qua quá trình cải tiến, nâng cấp rất lâu mới có được. Có thể thấy, từ khi bắt đầu thành lập, Viettel đã được định hướng đưa những công nghệ mới nhất, tốt nhất, do người Việt làm chủ để hòa nhịp cùng sự phát triển của đất nước. Trong khuôn khổ buổi tham quan, lãnh đạo tập đoàn Viettel đã có những trao đổi cùng đoàn đại biểu về những vấn đề cốt lõi trong xã hội hiện nay. Việc chuyển đổi số là vô cùng cấp thiết. Là doanh nghiệp tiên phong trong thực thi chiến lược quốc gia về lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Đồng thời cũng là doanh nghiệp có hoạt động đầu tư ra nước ngoài lớn nhất với 10 thị trường, có tổng dân số 260 triệu dân, 55 triệu khách hàng và trải rộng khắp 3 châu lục, châu Á, châu Âu, châu Phi. Với sứ mệnh tiên phong chủ lực góp phần kiến tạo xã hội số tại Việt Nam, những năm qua Viettel tập trung nhiều nguồn lực tư vấn chuyển đổi số, xây dựng và triển khai hạ tầng số, các nền tảng số, dịch vụ số để đồng hành cùng chính phủ thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số trên cả ba trụ cột chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Với vai trò hạt nhân xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Việt Nam, Viettel đã và đang nghiên cứu sản xuất hơn 50 chủng loại sản phẩm thuộc 10 ngành trang bị kỹ thuật công nghệ cao để cung cấp cho quân đội. Hệ sinh thái sản phẩm của Viettel được xây dựng theo mô hình tác chiến hiện đại nhất trên thế giới. Ở lĩnh vực dân sự, Viettel cũng đã góp phần hình thành nền công nghiệp điện tử viễn thông bằng cách nghiên cứu, làm chủ các thiết bị hạ tầng mạng viễn thông trên cả 4 lớp mạng. Các thiết bị này đã được triển khai đồng bộ trên mạng lưới của Viettel. Bên cạnh những mục tiêu chiến lược về sản xuất kinh doanh với triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, Viettel đã đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của đất nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và giúp người nghèo thoát nghèo bền vững. Đến nay, chi phí cho các hoạt động trách nhiệm xã hội của Viettel đã lên tới con số khoảng 15.000 tỷ đồng. Và cái điểm mới trong đại hội lần này thì chúng ta đã biết, tức là Ban Bí thư Trung đoàn tập trung trong cái câu chuyện chuyển đổi số đối với cả thanh niên. Thực hiện cái cuộc vận động của Thủ tướng Chính phủ cũng như là các cấp các ngành của chúng ta trong cái câu chuyện chuyển đổi số. Và một trong những cái khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới cũng sẽ có chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chính vì vậy thì trong cái đoàn đến thăm của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta chọn tập đoàn Viettel là một trong những cái đơn vị mà đi đầu trong chuyển đổi số trong thời gian vừa qua. Và báo cáo anh Toàn với các ông chí là chuyển đổi số sẽ được ứng dụng trong đại hội đoàn toàn quốc lần này. Và các đại biểu tham dự đại hội sẽ không có giấy tờ. Và tất cả các bạn, các đại biểu sẽ được trang bị một cái máy tính bảng. Và trong máy tính bảng đấy sẽ trang bị đầy đủ các cái tài liệu, sổ tay đại biểu, vân vân, kể cả bỏ phiếu.